Hello, chào cả nhà. Ở video này, Ken sẽ giải thích chi tiết như thế nào là IFC Candle, cũng như cách để chúng ta tham gia giao dịch với IFC Candle. Và với kinh nghiệm của Ken, IFC Candle là một mô hình nến khá hiệu quả để chúng ta quan tâm đối với NFC Trader nói riêng và đối với anh chị em trường phái Paraxis nói chung. Thì đây là một mô hình nến khá hiệu quả để chúng ta tham gia giao dịch với nó. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào IFC Candle là gì? IFC Candle tên đầy đủ là Institutional Funding Candle, hay còn gọi là nến của các tổ chức lớn. Tại vì sao nó lại có tên gọi này? Bởi vì cây nến này nó đóng vai trò quét thanh khoản qua các đỉnh đáy quan trọng như các swing high và swing low trong một cấu trúc tăng hoặc giảm giá, các section high low và các mô hình thanh khoản. Và như chúng ta cũng đã biết, ai mới đủ khả năng thực hiện những cú quét thanh khoản, quét stop loss qua những cái đỉnh đáy quan trọng, đó chính là big boys, các nhà tạo lập thị trường, đúng không ạ? Chính vì vậy mà nó được gọi là IFC candle. Dựa trên cái lý thuyết đó thì IFC candle là một cây nến có râu dài, nó phải thể hiện rõ ràng cái vai trò quét thanh khoản, quét stop loss qua các đỉnh hoặc là các đáy quan trọng trên thị trường. Và trên biểu đồ của chúng ta đây là một cấu trúc tăng giá, và sau khi giá tạo BOS ở vị trí này thì swing low của chúng ta đã được xác nhận ở đây. Giá từ đỉnh tiến về swing low, vị trí này xuất hiện order block, xuất hiện FVG, thì chúng ta sẽ tham gia giao dịch và stop loss chính của chúng ta sẽ được đặt bên dưới swing low này, đúng không ạ? Và đối với những trader tham gia giao dịch sớm hơn thì khi thị trường tạo swing low thì chúng ta cũng sẽ đưa stop loss về vị trí này. Hiểu được cái tâm lý đó nên các nhà tạo lập thị trường đã cố tình đẩy giá chọc thủng qua các swing low để thực hiện vai trò quét thanh khoản cũng như là cán stop loss của buyer ở vị trí này. Sau đó thị trường thường có xu hướng quay trở lại cấu trúc ban đầu. Chính vì vậy, IFC candle lý tưởng nhất nó là một cây nến râu dài thể hiện vai trò quét stop loss, quét thanh khoản rõ ràng qua một đỉnh hoặc đáy quan trọng trong một cấu trúc tăng hoặc giảm giá, sau đó đóng cửa không phá vỡ qua các đỉnh đáy đó thì nó được gọi là IFC candle. Và lý tưởng nhất đó là một cây nến râu dài giống như cây nến pin bar của chúng ta. Và sau khi thực hiện vai trò nó và sau khi thực hiện vai trò quét stop loss, quét thanh khoản của mình thì thị trường thường có xu hướng quay trở lại cấu trúc ban đầu. Chính vì vậy, giao dịch với IFC candle thì luôn luôn kết hợp với cấu trúc thị trường cộng với việc chúng ta sẽ chờ đợi lower time frame confirmation sau khi mà xuất hiện IFC candle để chúng ta gia tăng xác suất chiến thắng cho cái lệnh đó và giảm bớt tỷ lệ rủi ro. Tóm lại, IFC candle nó là một cây nến thể hiện rõ ràng cái việc quét stop loss và thanh khoản của buyer hoặc seller tại những vị trí quan trọng trên thị trường. Sau khi thực hiện vai trò quét thanh khoản thì cái giá đóng cửa của nó không phá vỡ qua các vị trí đỉnh đáy này. Ok ạ. Việc giao dịch với IFC candle nó cũng trở nên đơn giản khi chúng ta có một bước confirmation cũng như là thuận theo cấu trúc thị trường để chúng ta gia tăng xác suất cho lệnh thắng. Và có một lưu ý chúng ta cần nhớ rằng việc vẽ cấu trúc ở khung nào thì IFC candle cần xác định ở khung đó. Ví dụ chúng ta xác định cấu trúc ở khung 4 giờ thì cây nến xác định là IFC candle nó cũng phải là cây nến 4 giờ. Và đối với phiên giao dịch thì chúng ta sẽ sử dụng nến M15 để chúng ta tìm kiếm IFC candle. Ok, và bây giờ Ken sẽ đi qua một vài cái ví dụ cũng như là cách để chúng ta tham gia giao dịch với IFC candle. Ok, và đối với trường hợp đầu tiên, đây là cặp vàng ở khung thời gian 15 phút, và chúng ta có thể thấy cấu trúc chính ở vị trí bên trái của chúng ta là một cấu trúc giảm giá, đúng không ạ? Tuy nhiên ở hiện tại ở trong một internal structure, thị trường đã tạo một cấu trúc tăng giá và cấu trúc tăng giá này đã được xác nhận khi thị trường đã phá vỡ qua các đỉnh trước đó. Ok, và bây giờ Ken sẽ thực hiện đánh dấu các đỉnh đáy để anh chị em chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Và vị trí này là breakup structure. Ken đánh dấu là IBOS bởi vì đó là internal structure. Ok, và chúng ta có thể thấy giá từ đỉnh nó tiến về, nó phá vỡ qua một swing low trong một cấu trúc tăng giá, và nó đã thực hiện vai trò quét stop loss của mình, nên cây nến này Ken gọi là IFC candle. Vì sau khi thực hiện quét stop loss rõ ràng như vậy thì nó đã đóng cửa bên trên, và trùng hợp ở trường hợp này cái nến này nó thể hiện lúc 12 giờ 30 phút thì đây cũng là một section low của chúng ta. Section low ở đây là phiên á, đây là cái đáy của phiên á, và Ken có thể đánh dấu đây là ex low, đúng không ạ? Thì cái việc trùng hợp này theo kinh nghiệm của Ken thì nó sẽ gia tăng xác suất chiến thắng cho cái lệnh của chúng ta. Ok, và sau khi thị trường đã có cú phá vỡ qua để quét thanh khoản như thế này và đóng cửa bên trên, thì chúng ta sẽ chuyển qua khung thời gian bé hơn, và ở đây là khung thời gian 1 phút, để chúng ta tìm kiếm chốc, tìm kiếm Philip, tìm kiếm BOS để chúng ta tìm kiếm cơ hội để đánh lên khi thị trường thực hiện vai trò quét thanh khoản xong. Bởi vì cấu trúc hiện tại của chúng ta là một cấu trúc tăng giá, đúng không? Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thị trường. Ở trường hợp này thì nếu thị trường chạm vào đây, nếu thị trường chạm vào đây, vì đây là một valid pullback ở cây nến đỏ này, thì chúng ta sẽ xác định đây là chốc. Và tuy nhiên thị trường không chạm vào mà thị trường đã có cú phá vỡ qua, M1 đã có cú phá vỡ qua cái swing low của chúng ta.
Chính vì M1 nó thể hiện phá vỡ qua swing low của chúng ta, nên chúng ta cần kiểm tra lại M15, xem M15 có đóng cửa bên dưới hay không. Nếu trường hợp M15 nó đóng cửa bên dưới cái ace low cũng như swing low này của chúng ta, thì lúc này chúng ta sẽ bỏ kèo và chúng ta sẽ không theo cái kèo này nữa. Nhưng mà nó sau khi nó phá vỡ qua, nó quét thêm một lần nữa, quét thêm stop loss một lần nữa và đóng cửa bên trên, nên chúng ta sẽ quay sang M1 để chúng ta tiếp tục theo dõi thị trường. Và tiết lộ cho anh em một cái bí mật, đây cũng là một cái mô hình yêu thích của Ken và nó cho xác suất chiến thắng khá là cao khi chúng ta tham gia giao dịch. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua M1 để xem một cách thị trường di chuyển. Và chúng ta sẽ xác định được đây là vị trí chốc của chúng ta nếu thị trường phá qua, bởi vì vị trí này là một valid pullback. Nếu anh chị em nào chưa xem về valid pullback thì chúng ta có thể xem lại video trên kênh để chúng ta tìm vị trí chốc gần nhất. Ok, và sau đó thị trường tiếp tục hồi lại và có một cú đẩy lên phá vỡ chốc của chúng ta. Sau đó thị trường tiếp tục tăng thêm một cây nến nữa, đúng không ạ? Và sau khi thị trường tạo chốc thì chúng ta có xác định được đây là một vùng order block không ạ? Không, đây không phải là một vùng order block và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở cái giai đoạn này. Sau khi thị trường tăng giá lên ở cây nến, có một cây nến tăng giá mạnh ở cây nến này, đúng không ạ? Thì ở vị trí tiếp theo cây nến đỏ nó đã quay về để nó mark the gate ở cái khu vực mất cân bằng này, đúng không ạ? Trước khi thị trường tăng lên. Chính vì vậy cây nến đỏ này nó đã thực hiện vai trò thanh khoản sau khi nó phá vỡ qua cái cây nến tăng giá trước nó, cũng như là đóng vai trò mark the gate cái khu vực bên dưới này. Sau khi nó mark the gate thì nó không đã đã không tạo ra một sự mất cân bằng, nên vị trí này chúng ta không thể đánh dấu đây là một order block. Ok, bởi vì nó không đáp ứng điều kiện thứ hai là về sự mất cân bằng, mà chúng ta sẽ xác định được một vùng order block ở vị trí này. Và đây là vị trí imbalance của chúng ta. Ok. Đỉnh cây nến đỏ doji giảm giá và đáy cây nến xanh tăng giá này là một cái imbalance. Và đối với Ken, Ken thường vào lệnh ở khu vực 50% imbalance do order block tạo ra để hạn chế bị hụt kèo. Và sau khi đã xác định được order block, xác định được vị trí sụp thanh khoản, nên trường hợp này sau khi thị trường hồi về thì chúng ta sẽ vào lệnh trực tiếp mà chúng ta sẽ không cần đến thị trường bui thanh khoản nữa. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thị trường. Ok, thị trường tiếp tục tăng giá lên và sau đó hồi về. Ok, và đối với trường hợp này thì thị trường đã hit lệnh của Ken ở vị trí 50% imbalance do order block tạo ra và stop loss sẽ được đặt bên dưới order block một chút. Và cái mức TP thì Ken sẽ đặt trên cái mức cao nhất của cái swing 2015. Ok ạ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem order block này có giữ được giá không. Ok, và sau khi thị trường chạm vào và order block thì thị trường đã có một cú tăng giá trở lại và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thị trường. Ở trường hợp này thị trường đã liên tục tăng lên với một cái động lực khá là mạnh, khi nó thể hiện những cây nến tăng lên dốc thì Ken sẽ tiếp tục giữ lệnh của mình. Ok, và sau đó thị trường đã có một momentum tăng giá mạnh tại cái vị trí này và thị trường đã chạm TP của chúng ta sau đó, đúng không ạ? Ok, anh chị em chúng ta đã hiểu rõ cách vào lệnh với IFC candle chưa ạ? Trường hợp sử dụng IFC candle thì chúng ta cần kết hợp với cấu trúc thị trường để chúng ta đánh thuận cấu trúc, và chúng ta cần lower time frame confirm để chúng ta chắc chắn hơn cho cái lệnh của chúng ta. Còn IFC candle chúng ta sẽ không giao dịch riêng lẻ, nó chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm thì họ sẽ giao dịch riêng lẻ, thậm chí khi tham gia giao dịch ngược với cấu trúc. Như vậy vừa rồi thì Ken đã giải thích chi tiết như thế nào là IFC candle và cách để chúng ta vào lệnh. Ở đây là một mô hình khá lý tưởng để chúng ta tham gia giao dịch. Nếu anh chị em nào muốn tham gia giao dịch với IFC candle này thì chúng ta cần backtest rõ ràng lại trên biểu đồ để chúng ta gia tăng kinh nghiệm cho mình. Trong trading không có cách nào mà gia tăng kinh nghiệm cho chúng ta nhanh nhất bằng việc thực hiện nghiêm túc backtest thị trường. Ok, và vừa rồi thì Ken đã hoàn thiện việc chia sẻ cho anh chị em chúng ta về mẫu nến IFC candle cũng như cách mà chúng ta tham gia giao dịch. Thì anh chị em nào còn thắc mắc chúng ta có thể để lại comment. Còn anh chị em cũng có thể ủng hộ Ken bằng cách like, share, đăng ký kênh để chúng ta nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.